Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày dịch giã như thế này thì chắc chắn là chúng ta nói đi nói lại cái câu là bố rồi con rồi mẹ rồi ông rồi bà ở nhà với nhau chán chết đi được, làm gì để cho hết chán. Mà đặc biệt trong ngày quốc tế thiếu nhi, ngày hội của các em nhỏ, đáng lẽ các em phải được ra ngoài đi chơi nè, rồi được đi mua đồ, đi ăn bánh, được gặp gỡ bạn bè, được đến với những cái nơi mà tổ chức vui chơi cho trẻ em. Còn bây giờ thì nơi đó là bốn bức tường cộng với bố mẹ, cộng với ông bà, cộng với các anh chị em ở trong nhà. Vâng. Và không phải chỉ có trẻ em đâu, ngày xưa chúng ta vẫn có những cái câu thơ gọi là tiếu tiếu, gọi là cái gì nhỉ? Vui vui không phải là ngày 1 tháng 6, nhưng mà Trung thu là Tết thiếu nhi, tại sao người lớn đi chơi mầm, đúng không ạ? Tại vì thật ra bất cứ một ngày nào thì mọi người đều có nhu cầu được đi ra ngoài, được đi chơi, được giải tỏa tâm lý và được tránh những cái cảm giác căng thẳng, stress. Chính vì thế mà không chỉ riêng trẻ em đâu mà bản thân người lớn chúng ta cũng cần phải có những cái cách thức để giúp cho những cái ngày Covid-19 ở nhà không cảm thấy chán và bí bách, đúng không ạ? Nếu như mà trẻ em thì vẫn có thể chơi đồ chơi trong nhà này, chơi đồ hàng này, thì người lớn sẽ lại phải có cái trách nhiệm là chăm sóc cho trẻ em, làm thế nào để chúng ta hết chán. Không biết là hai bạn thì sao? Như Hương Quỳnh thì ngày xưa Hương Quỳnh sẽ ở nhà chúng ta có thể nghe nhạc này, chúng ta có thể tìm vài cái món ăn mà ngon ngon hoặc là vặt vặt để có thể kiểu ăn những cái lúc buồn mồm thì mình có thể tự làm, chẳng hạn làm bánh flan nữa, đúng không? Ủa chị, đó là nhỏ đó hả chị? Đó là khi chị còn nhỏ đó hả? Không, chị không nói là còn nhỏ, đấy là lớn. Nhưng mà ý là nhỏ thì thật ra mình thấy là bây giờ, ngày xưa trẻ con có nhiều cái chơi hơn ý. Tức là mình được chơi đồ hàng, đúng không ạ? Ngày xưa thì chị nhớ là mình sẽ đi ra hái mấy cái cây gọi là cây tơ hồng ấy, lấy mấy cái sợi dây dài dài để mình chả vừa làm miến này, hay là nhặt mấy cái hạt đỗ đen, đỗ xanh ở nhà cho vào mấy cái nồi niêu bé bé này này để chơi đây. Đồ hàng chả vừa nấu cơm. Em là con gái ai cũng chơi như vậy, trong thì gọi là chơi nhà chòi. Còn bọn em ở ngoài Bắc này thì mọi người sẽ gọi là chơi đồ hàng, đúng không chị Quỳnh? Và em vẫn nhớ hồi bé là tức là nhà em thì ở cái cầu thang, tức là đường đi lên cầu thang, thì ở dưới cầu thang đó là có một cái hốc trống không làm gì cả, và em rất hay chui vào đó ngồi. Sau em bày ghế này, rồi em có một bộ đồ chơi rất là bé xíu thế này thôi, những cái cốc này, những cái chén ly bát nó rất là nhỏ, xong rồi có cả bếp nhỏ xinh này, rồi xong rồi là em sẽ bày xung quanh, đúng rồi ạ. Đó, xong rồi em cũng có lấy một vài hạt đỗ như chị Quỳnh bảo, em còn lấy nguyên cả một bát gạo của ba em ra. Em đổ vào nồi cho các thứ. Cũng có một hai hôm là có cũng bầy bừa quá. Có bị đánh quá. Không em? Có ạ. Lấy gạo không... trong nhà ra có bị đánh không em? Em có. Nhưng mà ý là tức là khi mà mình có những cái khoảng thời gian mà trống thì mình sẽ cố gắng tìm ra những cái trò chơi nào mà nó thân thuộc nhất này, nó dễ kiếm nhất, dễ làm nhất, và nó dễ gọi là dễ có thể chơi cùng với nhiều bạn nhất. Em thì em ở cạnh nhà với lại cô chú và thím, nên là cũng có hai bạn em họ cũng là chơi cùng với nhau, cũng là cùng tầm tuổi sàn sàn với nhau, nên là cứ một ngày ở nhà thôi là chắc chắn bọn em sẽ có những cái trò đầu chơi đồ hàng này, rồi bọn em sẽ có những cái trò mà chơi bài hồi xưa ấy chị. Bọn em còn học chơi cả cái bài gì nhỉ, tam cúc bọn em còn nhớ, vẫn được bà nội dạy chơi tam cúc, mà hồi đó là ngày bé lắm luôn mà bọn em biết chơi cái trò đó, vậy mà là bọn em thấy là mình siêu đỉnh luôn, mình như người lớn luôn. Đối với mỗi trẻ em ở các vùng miền khác nhau thì sẽ chơi theo những trò chơi ở tại địa phương đó, nhưng mà trong cái dịp giãn cách như thế này thì đúng là thật khó với các em. Và bản thân Hồng Quyên là một người hướng nội thì Quyên cảm thấy cái thế giới mà mình được co vào thì ở đó có nhiều thứ để khám phá lắm. Đối với em, cái gì em cũng có thể bày trò ra để em chơi được, và em có thể chơi một mình được thì ở nhà em chơi đủ trò, em bày ra để em vẽ, rồi bày ra để em hát, hoặc là em có thể sáng tác, em vẽ tranh, em sáng tác văn, ui trời ơi, đủ thứ. Em cho nên em thấy là nói mà trong cái xã hội hiện đại này, đặc biệt là trong dịch Covid-19, nếu nói với những người hướng nội như em khó thì em lại thấy đó là một cơ hội vàng. Bởi vì em được ở nhà để em chơi, để em làm thứ em thích. Và bởi vì cái khoảng thời gian bình thường em không có đó là em phải dành cho nhà trường, dành cho bạn bè, còn không thì phải dành cho ba mẹ. Còn bây giờ thì em được quyền tự quyết định thế giới của em, nên em có nhiều trò lắm. Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, vậy thì ở trong mùa dịch như thế này, mỗi gia đình chúng ta làm thế nào để cho các bố mẹ có thể hiểu con hơn, có thể kết nối cùng con? Và bên cạnh đó, trong ngày quốc tế thiếu nhi, các con lại cảm thấy không chán khi phải ở nhà? Thì ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi về một clip giới thiệu về cách làm đồ handmade trong kỳ nghỉ dịch như thế này. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm một cái số cái sản phẩm handmade từ cái kỹ thuật là macrame rất là đơn giản. Ví dụ như là mình có thể làm một cái muffin tie, hoặc là một số cái sản phẩm như là móc cho chìa khóa. Những cái sản phẩm này thì nó rất là đơn giản, thì các bạn có thể tự làm ở nhà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đầu tiên là cái
khuyên tai. Thì đây mình đã có sẵn những cái móc sẵn đây. Đó, thì mình sẽ lấy bằng sợi len. Sợi len thì mình sẽ cắt một số sợi. Đây, đầu tiên là mình làm cái sợi chính của nó. Sau đó, cái này thì nó chỉ dùng một cái súng nút thắt rất là đơn giản. Thì mình sẽ dùng nhiều cái sợi ngang. Mình sẽ lấy 2 sợi một. 2 sợi một, mỗi sợi là gấp đôi như thế này. Sau đó mình sẽ cắt qua cái sợi chính này. Các bạn có thể thấy là mình cứ tiếp tục mình thắt dây ngang như vậy thì hai sợi nó sẽ thắt vào với nhau, với thắt vào để lấy cái sợi dây chính ở giữa. Như thế mình sẽ làm dài, ngắn hay to nhỏ tùy vào ý mình, và sau đó mình sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Như cái này như mình có thể làm là khoảng 20 cái đôi dây mình đã cắt vào với nhau. Sau đó khi mà mình đã xong thì là mình sẽ tháo sợi len ra, mình sổ sợi len ra, hoặc là bạn có thể dùng cái bàn chải có thể tách cái sợi này ra. Tách cái sợi này ra để cho nó có cái độ bông. Khi mình đã lên sợi đều rồi thì mình sẽ có thể là tỉa, cắt tỉa theo cái hình cái lá. Đây là một cái đôi sản phẩm mình đã làm xong. Nó rất là đơn giản và bạn nào cũng có thể làm được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái móc đeo chìa khóa. Đầu tiên là mình phải có một cái móc khóa. Sau đó mình sẽ luồn dây. Mình sẽ có những cái hạt gỗ như này để làm mình làm cái phần đầu. Mình để được cái dây nó không bị tụt thì mình sẽ làm cho bạn một cái ở trên đầu. Và tiếp theo là mình sẽ tạo phần thân. Phần thân thì là mình sẽ dùng cái nút vuông đấy, và cái kỹ thuật đấy. Xong cái phần thân thì mình kéo lên. Kéo thì hai sợi thừa này thì lên, mình kéo bởi vì mình làm ngược lên để hai cái này mình sẽ tạo thành phần tay. Phần tay thì mình cũng cắt nút lại để tạo thành cái hình chỗ cái phần bàn tay. Tiếp theo mình cũng thắt hai cái chân lại, đấy là thành chân. Xong và mình có thể là vẽ mặt cho bạn ý. Như thế là mình đã xong một cái móc khóa và dành cho bạn trai. Đã xong, rất là nhanh và rất là đơn giản. Còn đối với móc khóa như là này cho bạn gái thì mình chỉ thêm cái phần váy này, phần trên mình cũng làm y như vậy. Và phần có tạo thêm một cái chút cái tóc này thì là mình gắn thêm vào thôi. Đấy, phần cho bạn gái thì là mình cũng làm cái sợi thắt ngang. Thắt ngang và sau đó là mình rẽ sợi ra để cho nó xù bông lên như thế này. Thì là mình thêm vào đấy thì nó sẽ thành cái phần váy dành cho bạn nữ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong hai cái sản phẩm rất là đơn giản. Đó là cái móc treo chìa khóa và cái khuyên tai. Chúc các bạn và các bé thành công với những cái sản phẩm rất là nhỏ nhắn và xinh xắn như thế này.
Vâng, với những hình ảnh vừa rồi chúng ta có thể thấy là yêu nhà nghiện bếp không khó đúng không quý vị? Ngoài ra thì cho phép Hồng Quyên cũng xin được cảm ơn các khán giả như là Nhi Nhi, Thúy Trinh hay là Nguyễn Bảy đã đồng hành cùng với chúng tôi trên nền tảng livestream Facebook. Còn nếu mà quý vị muốn tiếp tục theo dõi những thông tin liên quan tới văn hóa, giải trí và các thông tin hấp dẫn khác thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi trên TV của kênh VTC9. Còn bây giờ chúng tôi xin được kết thúc phần livestream trên nền tảng Facebook.